Đây là món khoái khẩu ở đồng quê đấy mọi người ạ. Tuấn xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay quay trở lại với kênh Nàng Dâu Sapa nha. Thì hôm nay Tuấn sẽ dẫn Quỳnh đến một chỗ này để trải nghiệm nha. Bây giờ Tuấn vừa tìm được chỗ này hay lắm. Giờ đi về đón Quỳnh ha, và lên đây. Vì Quỳnh sắp chửa bầu rồi. Chỗ này nó cũng gần nhà mình. Thì mình đã xin được người ta vào đây miễn phí rồi. Thì Tuấn sẽ dẫn Quỳnh lên đây và trải nghiệm chỗ homestay ở đây nha. Nó đẹp lắm. Quỳnh sắp bầu nên là mấy nữa bụng to thì không thể đi chơi được. Nên Tuấn đã mượn được chỗ này và bây giờ đi về gọi Quỳnh nhá. Mong chỗ này nó sẽ giúp cho Quỳnh thoải mái, thư giãn đầu óc nhá. Con chọn được chỗ này đẹp thế? Chuyện. Ai bảo chồng đây đấy? Tranh thủ cho vợ đi chơi trước khi bầu to không đi được. Không đi tốt, không biết sao đi là được. Đi làm sao được? Cứ đầu tư cho đi hết. Bây giờ vợ chồng... Thôi, chỗ kia ngồi đi. Hả? Chỗ này ngồi đi. Chỗ nào ngồi? Thế á? Chỗ này có cái gì đấy? Không gì cả. Đây là con rồng với dao ấy. Rồng với dao. Con rắn ở trong truyền thuyết này. Ơ nhưng mà ngồi đừng gặp bụng nha, mọi người hơi ngửa ra nhỉ. Đó. Đó. Ăn không? Cháu ăn mấy quả này không? Cháu ăn đi, còn nghỉ tí đó. Thế ngồi nghỉ nhá. Nhìn thấy chỗ này đẹp không? Nhìn thấy chồng vợ đi đến chỗ người chơi gì à? Nhìn thấy cái tượng như chưa? Bây giờ mà có ngôi nhà con ở đây để vợ chồng mình ở nhỉ. View đẹp này. Cảnh đẹp này, bình yên. Ờ nhưng mà có trọng là vợ phải có tiền cơ. Vợ chồng mình có tiền đâu mà đòi ở chỗ này. Chỗ này đắt lắm đấy. Nhìn này đẹp này không à. Mà chồng đi thì dễ giờ. Chị nhìn thấy cái hôm tây nào. Ôi trời ơi. Ôi cái phạt to chưa kìa. Ờ ha. To nhỉ. Cái đầu phạt to nhỉ. Ngồi thế từ nãy giờ sao mới nhìn thấy. Bằng đá hay sao. Cái này bằng đá hay bằng xi măng. Đưa đây chồng dắt vào đi chưa. Đi được không. Đi cẩn thận rồi. Nào đây xách đồ đấy. Ôi ôi nó lăn lịch lên. Đây, cứ đi cẩn thận đây thôi. Đó. Đi từ từ thôi. Đấy. Quá cứ thì vẫn có đi thoải mái nhưng mà bây giờ nó đang. Quá. Đây là một người anh nông dân thổi kèn, nhìn có giống chồng không? Chồng đẹp bằng ấy. Nhìn cái giống chồng với vợ không? Cái này là sắt đấy. Ờ. Không phải đâu, xi măng. Không, đây đây. Không, bên trong là khung sắt. Chắc bên ngoài nó đổ. Không, cái này là sắt hẳn hết này. Bên này sắt hết này. Sắt hết mà. Ờ, sắt. Ừ, cái này bằng sắt hết xong họ sơn rồi. Cái này là sắt mà. Thổi kèn đấy. Người Hâm Mông thổi kèn đấy. Đâu có chơi đẹp nhờ. Đẹp không? Đi cẩn thận đấy không vấp. Cháu ơi, qua đây nghỉ tí đi. Đây, để mọi người. Hai vợ ngồi xuống nghỉ đi. Đấy. Ôi giời. Đây. Vợ ăn gì không? Khoai nhá. Chồng chuẩn bị khoai ở nhà mang đi đấy. Đây là món khoái khẩu ở đồng quê đấy mọi người ạ. Ngon lắm. À, bọn này. Đấy. Ngon lắm. Bò nhỉ. Xin phép mời mọi người miếng nhá. Mời mọi người. Ngon. Ngon. Trông được à? Ừ, trông được ở nhà mang đi. Không sao vẫn đói. Ngon không? Ngon. Cái lông vỏ. Ăn được cả vỏ mà, trông được sạch rồi.